Xin chào độc giả của tạp chí Đẹp. Hôm nay Trinh sẽ chia sẻ những món đồ Trinh hay đem đi ra ngoài đường nhất. Đây là chiếc túi mà Trinh rất là thích trong thời gian gần đây. Chiếc túi này là được anh quản lý của Trinh tặng trong ngày sinh nhật. Có một cuốn sách người bạn rất là thân của Trinh tặng và Trinh rất là thích đọc truyện trinh thám. Và bật mí thêm một cái nữa là Trinh rất là thích xem phim ma kinh dị. Đây là chai nước hoa, mùi rất là nam tính. Mà Trinh không biết sao Trinh rất là thích những cái chai nước hoa nam tính như vậy. Tại vì mùi nó mạnh, nó sẽ đập vào người đối diện một cảm giác rất là mạnh mẽ. Trinh thích người ta sẽ nhớ mình thật nhiều. Và đây là hộp phấn phấn phủ của Trinh. Nó sẽ có màu hơi hồng hồng một chút xíu. Trinh thích hộp phấn này là tại vì Trinh thích có làn da hơi hồng hồng khi đi ra ngoài đường ửng hồng. Da mặt đẹp rồi thì mình chỉ cần phủ một lớp phấn phủ này là đã đẹp. Cứ khi nào mà Trinh bôi make up hoặc là trước khi đi đến chuyên gia trang điểm thì Trinh sẽ xích cái này lên để bảo vệ lông mi của mình một ít phấn nền, để cho khi mà mặt mình có những điểm mụn đổ mồ hôi dầu thì mình chỉ cần chạm một ít nhẹ thôi. Còn đây, nhìn như vậy thôi chứ nó chỉ là mắt kính kiểu thôi. Trinh không biết sao gần đây Trinh lại rất là thích mang những cái mắt kính mèo giống như vậy, tại vì mình nhìn trong khuôn mặt mình sẽ cá tính hơn. Nếu mà muốn môi thật là quyến rũ và mềm mại thì mình phải có son dưỡng môi, thì Trinh hay dùng của Chanel để đánh trước khi mà đánh son màu. Đây là thỏi son mà Trinh cực kỳ yêu thích, cho nên chính là lý do vì sao mà bây giờ còn có chút xíu rồi chắc phải sắp đi mua cây mới. Cái màu son này á, thì nó nhạt nhạt á, cho nên khi mà mình ra đường mình chỉ cần son một cái á, người ta sẽ tưởng nó là mua hồng hồng tự nhiên. Còn đây là vật không thể thiếu khi đi ra ngoài đường, đó chính là kem chống nắng cho da mặt. Đây là một cái đồng hồ trông rất là nam tính đúng không? Nhưng mà những cái bộ đồ mà Trinh hay mặc ra ngoài đường đó chính là quần jean và áo thun. Đó chính là lý do tại sao Trinh luôn bỏ cái đồng hồ này vào trong túi. Nhìn Trinh bánh mèo như vậy thôi nhưng mà Trinh rất là thích xài đồ nam tính đó nha. Cảm ơn và xin chào. Nếu bây giờ cho Trinh được phép lục túi một người nghệ sĩ nữ ở Việt Nam thì Trinh sẽ muốn xem trong túi chị Tăng Thanh Hà có gì. Tại vì Trinh rất thích vẻ đẹp của chị Tăng Thanh Hà, một vẻ đẹp rất là tự nhiên, mặt mộc mà luôn rất là rạng ngời và tỏa sáng.